Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Rất lâu rồi chưa được ăn thịt. Ngươi giúp ta nhớ lại một chút được không? Được, hôm nay ở đây, ngươi không chết thì sẽ ta vong. Đại tự tại, thương thuật. Hảo tiểu tử, để lão phu xem thử ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nếu như chỉ nói về độ thuần túy của thiên địa vĩ lực, chiến tiểu tử này cũng không kém hơn mình bao nhiêu. Mỗi một thương của hắn hình như là tùy tâm mà ra, nhưng nước cầu mỗi một thương đều tuyệt diệu đến cực điểm. Hạt giống tốt. Đây là một hạt giống rất là hiếm thấy. Tiểu hữu, ngươi có biết, với bản lĩnh của ngươi, nếu như có được Mặc Chi lực hỗ trợ, sau này nhất định sẽ có hy vọng nhìn nén cửu phẩm chí tôn chi cảnh hay không? Nhìn nén cửu phẩm chí tôn chi cảnh thì đã sao? Làm cẩu lô tài cho Mặc tộc, giết tướng sĩ của nhân tộc ta. Ngươi chưa từng cảm nhận được sự huyền diệu của Mặc Chi lực, sao có thể biết được thú vui ở trong đó? Nếu như vì muốn trở nên mạnh hơn mà làm mờ nhạt đi sự yêu thích của mình, sức mạnh này ta cũng không cần. Nếu như ngươi đã chấp mê bất ngộ, thế thì đừng trách lão phu ra tay vô tình. Trục tình truy nguyệt kiếm là kiếm chiêu của huyền kiếm phúc địa. Đạo không giống thì không thể nào trao đổi ý kiến với nhau. Tiểu tử chịu chết đi. Luyện ngục hắc đồng, diệt thế ma nhãn. Bí thuật của vạn ma thiên. Còn có chiêu không? Còn không dùng thì không còn cơ hội nữa đâu. Thần thông pháp tướng, ta biết ngay mà. Không hổ danh là bát phẩm, lại có thể đoán trước được tiên cơ của kẻ địch, biết được ta muốn tập kích. Tiểu hữu, yên nghỉ đi. Mặc tộc một ngày không diệt, hàng tỷ anh linh. Sao mà yên nghỉ?